để phần mềm kiểm tra pin nhé. Quét mà. Các bạn cài vào. Đây chúng ta có thông tin về pin này, sức khỏe pin này. Có pin này thì hoàn hảo 100%. Dung lượng của nó là 1500 mAh. Dung lượng dưới này thì là bây giờ cái dung lượng pin này, dung lượng còn trong vỏ pin là sạc là bây giờ dùng hết là 21%, còn 79%. Hiệu điện thế pin là 4,04 V, nhiệt độ là 31. Phần mềm này thì giúp chúng ta quản lý rất nhiều thứ nguồn này. Đây là thời gian báo hiệu cho mình dùng như gì để cho hết quả pin này. 3G thì là 6 tiếng này, 4G 6 tiếng này, thời gian gọi 6 tiếng này, Wi-Fi thì 7 tiếng, pin 7 tiếng, nghe nhạc 31 tiếng. Mềm này nó giúp thông số rất nhiều. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn vào nút chia sẻ nhé. Đó, chia sẻ đây, kiểm tra tai nghe. Phần mềm này mình chưa mua bản quyền, nó phải nó bắt mình xem quảng cáo thì họ làm ra mình phải xem. Khi mình lên được bản Pro 69.000 này thì mình không xem quảng cáo nữa. Mình mua bản quyền rồi thì nó sẽ không hiện quảng cáo. CPU, phần mềm này chúng ta có thể xem được cái CPU như là CPU của Oppo A6, con này iPhone 5 dùng CPU A6 của Oppo AMD. Đây là xử lý của CPU. Chúng ta trở ra GPU. GPU SK5433H. RAM. Mấy iPhone này có 1GB RAM. Còn iPhone, dòng iPhone thì chạy nguồn RAM rất ít, nên các bạn dùng thoải mái, chạy mượt mà. Bộ nhớ này là 16GB, còn lại là 11GB và gần 4GB chạy hệ điều hành. Chào bạn ạ.